Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh con cái siêu đỏ ha. Đây con này thì được 7 tháng tuổi rồi cô chú chị. Đó được 7 tháng tuổi rồi, chiều cao là 1m12 tới 13 bò. Đó 1m12 13 bò. Đây. Đó, nói chung thì nó là dòng F1, dòng để làm giống sinh sản là khỏi nói luôn cô chú chị. Đó thì con cái này thì chủ nhà bán giá là 12 triệu. Đó 12 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, dòng 200 số nha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó bò thì em quan sát thì chân móng hoàn thiện, nó không ổ ốp xe là xuống trúng ruột gì của chú chị. Đây tướng ta kiểu mẫu thì khá đẹp luôn, chân móng thì hoàn thiện nè, đây lông da bóng giận luôn của chú chị. Đầu thì đầu trụi nha, tướng ta cấp mình nè, đây dàn rúng của nó nè, đó rúng yếm nè, chân móng nè, đó chân móng chân trước chân sau nè của chú chị, tướng ta cấp mình nè. Đó giá là 12 triệu. Đó nói chung thì nó là dòng F1, dòng để làm giống sinh sản cô chú chị. Đó từ tướng tá cấp mình dáng dốc nè. Đó thì bà con mình ưng thì mua về để làm giống sinh sản ha. Nó liền một màu luôn, không lan không đốm gì cô chú chị, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh luôn. Đây. Đó con bò này thì em quan sát xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh nè. Đây đầu thì đột trụi nè, tướng tá cấp mình nè. Đó chân trước nè. Đây chân sau nè. Nó rúng nè cô chú chị. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Nói chung thứ khi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Chiều cao là 1m12-13 bò cô chú chị. Đây vú, vú thì 4 vú ha, vú thì 4 vú. Mặt mài nè, đó chân cẳng nè, chúng ta cấp mình thùng dạo nè. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Đó cái siêu đỏ siêu anh quốc, nói chung là cái dòng này thì nói chung thì để con rất mát sữa luôn chú chị. Đó cái dòng này để con là rất mát sữa luôn. Đó giá là 12 triệu. Đó 12 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, tôi dùng 200 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó còn những bà con chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó thì em kinh sang nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vô béo quần sản vô 2 khung giờ của ưng thì điện cho em ha. Đi toàn ghép xe không cô chú chị. Bà con nào ưng thì mình xem tới xem lô cho kỹ đi. Đó nào thiệt ưng mình đã mua ha. Tướng tá cấp mình nè, hoa thì hoa đỏ. Đó hoa to luôn, cái đuôi lớn luôn. Đó. Tướng tá cấp mình thì khá đẹp luôn. Đó chỉ có giá là 12 triệu. 12 triệu là bao ship. Đó tầm vòng 200 số. Đó đầu thì đầu trụi, tướng tá cấp mình thùng dạo nè. Đó chân móng nè, chân móng thì hoàn thiện luôn nè. Đó thì trước khi hình em cũng thương lượng xuất giá cho bà con mình hết rồi. Đó bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua về để mình làm giống sinh sản ha. Đó thì bà con mình ưng thì mình thêm tới cho mua kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình hãy mua. Đó thì hình ảnh về giá cả của con cái siêu đỏ này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chim rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó con mẹ kem thì mẹ kem tàn sát nhất luôn cô chú chị. Đó thùng dạo tướng tá cấp mình thì khỏi nói luôn. Đó con cái thì chủ nhà nuôi cũng bỏ bê nên mẹ nó không có mập hung. Đó con mẹ này thì chiều cao là 1m44 tới 45 bò. Đó chiều cao là 1m44 tới 45 bò ở phía sau sân khu cô chú chị. Đó thì ngay sái của nó thì tầm khoảng 1m3 mấy rồi. Đây mẹ tàn sát nhất nè, thì con mẹ này thì mẹ tơ luôn. Đó mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên, thì nói chung thì hiện tại đang giữ con cái kem được 2 tháng mấy tuổi của chú chị. Đó con cái kem được 2 tháng mấy tuổi. Đó thì bộ mẹ con này thì anh chủ nhà bán giá là 26 triệu. Đó 26 triệu là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn, tôi dùng 200 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Mẹ con thì quan sát chân móng hoàn thiện nè, đó không ổ xe là xuống rúng ruột gì. Nhưng mà đối với những bộ mẹ con mà đã rồi thì bên em bán sẽ bao lòi cô chú chìm trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lú hí trục trặc thì bên em thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đây, mẹ tàn sát nhất hết biết con mẹ luôn cô chú chị. Đây tướng tá cấp mình mẹ này nè. Đây con mẹ này là anh chủ nhà nó lúc tơ chữa ha, tơ tả 30 mấy gần 40 triệu luôn cô chú chị. Lúc đó có nó còn mập ha. Tả 30 mấy gần 40 triệu luôn. Đó nhưng mà bây giờ nè. Đó, nó đẻ ra con cái luôn nên nó bị ốm nên giờ chỉ còn giá trị là giấy mẹ con chỉ còn có 26 triệu rồi. Đó mà 26 triệu là bao ship luôn. Đó để con ra thì nói chung cũng rất mát sữa luôn cô chú chị. Mẹ thùng dạ cứ ngang này khỏi nói luôn. Đây con này con mới 2 tháng mấy tuổi rồi. Đó
thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Con thì xương sóc thì hết thăng luôn của chú chị. Đó, tướng tá cấp mình thùng dạo nè. Đây, em nói con mẹ thì tàn sát thì khỏi nói. Thì con mẹ này xế lưng của nó thì nó nằm ngay cái mí hông của chú chị. Đó, nằm ngay mí hông. Đây này, xế lưng nè. Đó, xế lưng nè. Đây, còn mặt mày nè. Đó, xế mặt thì không có em. Đó, mặt mày nè, tướng tá nè, cung tàn cung xương khỏi nói luôn. Đây, chân trước nè. Đó, chân sau nè, chân móng là chân móng sò nè. Đó, rúng yếm nè. Đó, rúng nè, của chú chị. Đó, vú thì bốn vú nè. Đây, còn con nè, con chân trước, chân sau nè, chân móng nè. Đó, con thì... còn con này sao lớn con khỏi nói luôn, giống mẹ lớn con khỏi nói luôn, chú chị. Đó, thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó thì nếu chung thì bà con nào mình có đủ cái điều kiện mà cỏ rác rồi này kia nè, kinh tế đó ổn định nè, mình mua về thì đó, mình nuôi mập lên rồi mình để làm giống sinh sản nha. Con nó thì em quan sát thì con nó sao mình để làm giống sinh sản luôn cũng được đó cô chú chị. Nó là dòng cấp 2 nhưng mà nó qua to. Nói chung thì hiện tại thì nó mới có 2 tháng mấy tuổi, nó chưa rụng ba lông máu á. Đó, còn con mẹ nè, mẹ nó tàn sát thì khỏi nói luôn, mẹ này đứng xa với lấy hết. Đó, tướng tá cấp mình của mẹ này. Đó, mẹ nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình. Đó thì mẹ con này giá là 26 triệu. Đó, 26 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dòng 28 số ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vô béo bò ảnh sản trong 2 giờ có ưng thì điện cho em ha. Nói chung thì chiều nay là xem có chuyến đi về đó về thành phố quận 12 của chú chị. Đó với ở Đức Huệ với Bình Dương. Thì bà con nào ở mấy vùng đó còn mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con đỡ tiền phí xe. Đây, mẹ tàn sát nhất, chiều cao là 1m40 mấy bò, nói chung là nằm gì tàn sát nhất thì cô chú chị. Đó, 1m44 tới 45 bò. Đây, mẹ một khung tàn khung xương thì rất lớn luôn. Tướng tá cấp mình để con ra thì nói chung thì xương sóc thì rất to. Đó. Đây, tướng tá cấp mình thùng dạo nè. Đó thì bà con mình đó, mình ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi, nó cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua. Mẹ tàn sát có hết biết tàn sát luôn. Thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, giá là 26 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 28 số. Rồi thì bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.